Kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube Berkman Trà Vinh. Như vậy là còn một ngày nữa thôi, tức là vào ngày mai, ngày 30 tháng 5, thì trên dòng sông Long Bình tại tỉnh Trà Vinh sẽ diễn ra giải đua ghe ngò nhân dịp đại hội thể dục thể thao của tỉnh. Và hiện tại thì Berkman Trà Vinh đã có mặt tại bờ kè sông Long Bình. Phía trước màn hình của tất cả các bạn đó chính là các thành viên của đội ghe ngò chùa Frum của huyện Cầu Kè. Theo mình thấy thì đội ghe ngò huyện Cầu Kè có mặt rất là sớm tại dòng sông Long Bình để làm quen với dòng sông Long Bình trước khi giải đấu diễn ra vào ngày mai. Như tất cả các bạn có thể nhìn thấy thì các tay dầm của huyện Cầu Kè đang bước xuống ghe để tập luyện làm quen với dòng sông Long Bình. Điều này có thể nói là đội ghe ngò huyện Cầu Kè đang thể hiện một sự quyết tâm cao độ trong giải đấu vào ngày mai. Như tất cả các bạn có thể nhìn thấy thì đồng phục của đội ghe ngò huyện Cầu Kè là áo thun màu đỏ, sau lưng thì có in chữ Cầu Kè in hoa màu vàng. Như vậy thì các tay dầm đang bước xuống ghe để chuẩn bị tập luyện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.